Chào mừng các bạn đã đến với kênh Giải trí DG. Thì trong ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn một món trứng tráng, đó là trứng tráng lá mơ các bạn ạ. Và món trứng tráng này mình sẽ tráng bằng lá chuối, sẽ không dùng bằng dầu tráng các bạn nhé. Cho nên rất chi là không cần dầu mỡ. Thì món trứng tráng này rất chi là bổ ích và tốt cho những người bị đại tràng các bạn. Và nó còn là một món nhậu khoái khẩu của những anh mà đi uống bia vào mùa hè thì cũng không thể, gần như là không thể thiếu được cái món này. Bây giờ mình xin mời mọi người hãy cùng mình đi hái lá mơ nhá. Thì đây là lá mơ lông này các bạn này. Lá mơ lông này thì có màu tía, nói chung là nó cũng như một vị thuốc vậy, rất tốt cho sức khỏe. Tiếp đến thì các bạn hãy cùng mình đi chặt lá chuối nhé. Mình sẽ lấy lá chuối về để vắt nồi. Sau khi mình đã chuẩn bị xong hết những nguyên liệu thì đây, mình sẽ có mấy quả trứng này, lá mơ thì mình cũng vừa hái về đây các bạn nhé. Rửa sạch để khô nhé. Thì mình sẽ tiến hành bắt tay vào làm món trứng tráng lá mơ. Thì như lá mơ thì các bạn hãy thái sợi bé như thế này cho mình. Thì lúc này thái bé thì mình sẽ trộn gia vị và đánh trứng ra, nó sẽ dễ và nó sẽ đều hơn nhé các bạn nhé. Thì giúp cho món trứng tráng lá mơ sẽ thơm ngon. Tiếp đến mình sẽ lần lượt cho trứng vào các bạn nhé. Và cho trứng vào thì mình cho một ít mì chính này, ít muối, hạt tiêu. Thì tùy theo cái khẩu vị của các bạn thì các bạn sẽ tra gia vị như thế nào. Và xong thì mình sẽ đánh đều trứng ra. Khi mình đánh trứng xong thì mình sẽ tiến hành lót lá chuối lên chảo các bạn nhé. Lót lá chuối nãy mình vừa đi kiếm về đấy, mình sẽ lót lên chảo. Và mình cũng quẹt qua một tẹo dầu ăn. Rồi mình sẽ đổ trứng lên và mình sẽ bật bếp mình đun. Đun cho khi bắt đầu cảm giác trứng chín thì mình sẽ lật lại thì một lần nữa.
Và cuối cùng mình cũng đã hoàn thành món trứng tráng lá mơ rồi các bạn nhé. Thì đây, mời các bạn hãy thưởng thức cùng mình và chúc các bạn thành công với món trứng tráng lá mơ như mình đã từng làm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.